Chào cả nhà, chào ông bà cô chú anh chị. Hôm nay hai chồng tiếp tục đi thăm bãi rắn. Khu vực này là khu vực của Cần Giuộc, tỉnh Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Hôm nay là thứ ba 24 tây tháng 9 đây nè. Cái đầu tiên ngấm mà. Ê, ôi, ê, nhắn. Ôi vậy? Con nhện chà bá lỗ luôn. Ôi. Ôi trời, mừng quá nó. Rộng dí á. Ôi này nè, em tưởng chuột chết đâu đâu phải. Trời ơi. Con nhện bự. Đâu? Trời. Ra ra ra. Con nhện đây cả nhà. Con nhện con này một ký mấy rồi ông, em ơi. Ăn trước là cái gì vậy? Hả? Phân. Em tưởng chuột chết. Phân nè. Thấy không? Ừ. Kéo ra nặng mừng ngon nhau. Lành con này một ký mấy hợp lúc luôn. Cái đầu tiên ừ sướng. Ngon lành bảy này, bảy lớn 9-12 nè, dài 5 tấc. Con này ký mấy, ký 2 ký 3 nữa, còn 2 cái nữa. Để đi. Xuống. Cái hồn có dí á, tưởng không dính. Cái đầu anh tưởng chuột chết nằm đó chứ. Tại sao? Kéo là cái nặng. Chào khán giả chưa? Chưa. Chào cả nhà quên nữa. Dính rắn mừng quá à. Dính rắn mừng quá. Nè. Bỏ còn không nữa. Nằm môi và còn đi. Còn. Hơn quá. Còn nó đi. Trời nhẹ nhẹ. Đi dính. Còn gì nữa? Hành ba. Nó thộn dí á. Đẻ. Có hành ba. Có hành ba cả nhà. Trời hết lúa hết ráo luôn ta. Không còn gì á. Chuột chết chừng nó vô nghe mùi nó vô. Bỏ lúa chưa anh? Rồi hành ba cả nha. Còn một cái nữa đằng kia hình thành chưa, còn một cái nữa đó, dính con nó đi. Trời ơi, được hai cái dính hai con rồi. Cái tiền mở hàng giờ anh chào bá luôn. Xuống đầy gì nhớ nhau. Đây. Trời nhẹ. Ê con chuột. Con chuột đó nha. Cho nó bịt lúa nó. Cái này trên trước chính được con hành nhất nè. Nó bị lỗ rồi đó. Đó. Được quớt rồi. Rồi, nhà te. Ừ, hành. Ba. Ngon lành. Có hành ba. Phân nằm dưới kìa. Ôi, hành ba xịn. Ngon. Cái nữa. Thầm hai đàn dính hai con luôn, ngon ta. Còn cái đằng đây thì đằng đây thì chuột chết. Cái này vô. Nó chuột điện chết đi. Dính được con rắn bự. Ừ. Ông sao chạy ta? Chạy chứ không chạy. Chạy không chạy bị đánh sao đây nè. Gai không? Có tay, gai gai có tay gì nè.
Trời nước ngập rồi, cái đắng luôn. Này nước ngập chắc rồi. Cái nữa. Còn hả? Trời con cũng chắc chuột cũng chết rồi. Ngấm rồi. Thấy không? Không có cái này tại hết lúa nó ngấm nè. Rồi. Vô đây nha. Thăm cái này cái ra bắt rắn luôn. Sáng giờ dính mới 3 con. Chưa có hành nhất, chưa có hành bự. 3 con à. Ngay gốc cây. Ui con quá trời luôn. Hả? Quá trời phân luôn. Bự không? Còn trắng không? Trắng không hành nữa. Rồi ba nữa. Ba nhị. Ba cái nhị gì? Trời ba đặt đây. Hai lần mấy à? Rồi ra bắt rắn luôn. Con dạng đến đầu tiên à. Dạng giả lên mặt nặng như mà ghê. Đầu tiên mở hàng đừng dạng. Con này 1 ký. Ôi nó mập quá anh. Mập con này mập lúc luôn. Ôi sao mập ta. Rồi con này 1 ký mốt. Nó chết luôn á. Dạ ký 2, ký 3 em ơi. Bắt hậu hành trước đi. Để con nó lộn trộn á. Ký 2, ký 3, con này mập nữa nè. Con này mập. Thấy cái thân của nó trồng giò thấy không. À, bây ba ngon nè. Nó xịn. Con hành cũng mập nữa. Giờ ba hành ba hả? Ba hành ba con vợ. Con này kiên ký mốt à. Đó, con chuột luôn. Con bụng luôn. Ừ. Hồi giờ ối à. Con. Trời ơi, ba. Sao dưới vậy? Dưới gì trống ta? Gai chứ gì. Rồi. Kì vậy? Ấy, sao nó cái thân nó gì kì vậy? Ủa, ra này à. Ủa, cái thân gì nè. Dưới gai cái gì? Ba con hàng ba. Thân dạng à. Thân dạng à. Còn này cho kì 2 à. Dạng này nặng anh ơi. Ủa, nó mập. Ôi, nó nướng luôn á. Lần tháng này mình con nào không mập. Này nướng cái ngon ha. Đó. Đó, còn nó xiết nè. Ê, dạ này mập cái nha. Dạ. Dạ. Ôi, nó dữ. Nó dữ cái này. Nè. Rồi. Rồi nó phùng men nè. À vô. Còn mập lúc luôn. Ở cái 2 á. Yep, yep. Rồi, giờ vô chuột mấy cái này đi tiếp. Nước ngọt không đây. Ừ, dưới đó đó. Chưa. Hả? Chưa ngập. Chưa à? Còn ngập trên. Con gì không? Ê dính. Con gì à? Ừ, con ngựa. Trời. Bự không? Bự. Ngựa bự tổ. Đúng. Trời, ngựa gì bự.
Ủa sao nặng hả ta? Nước. Cũng được chứ đâu nhỏ. 6 lạng ngựa đỏ. 6 lạng. Ngựa này 6 lạng à. Đỏ này ngon quá, cái đồ không dính. Cúi. Trời, nhẹ. Hả? Còn chuột. Cho mình luôn đi. Nó ngon quá, nó chạy ra. Hai lần rồi đó. Hai cử rồi đó, không dính. Cái này chứ rồi không có dính nữa. Đặt sát nhà luôn. Tới bờ tường lắm. Sát nhà dân luôn. Nhỏ mà. Nè. Nắng. Ồ ve yeah, không à. Ồ con này nắng như ta. Hai có chuyện xình đó. 8 lạng hả? Đi ra ngoài hồi lá đi. 7-8 lạng. Ve yeah, không mới ra hang. Còn lành. Ai con vậy anh ơi. Vừa hụt được 4 cái nè. Chứ rồi này 4 cái dính được 3 con. Thành 3 không à. Bên đây nè. Đó. Đó, thấy không? Có gì không? Còn vướng gì hết á. Đâu, chết. Nhà té hả? Nhà té hả? Còn chua không? Còn chua không nữa. Không lớn rồi nè. Cái này chắc nước ngập rồi. Nước lên láng. Lấm chấm lấm chấm. Đó, ai dò á. Còn gì? Thành ba. Còn bên kia hai cái bên kia nữa. Cái này không dính mà còn con hình như là còn con chuột á. Còn cái đằng kia thì không dính. Tới luôn. Đó, xác thường á. Hút thì dọn thôi. Không có phân. Được, không phân là không dính. Đi. Con gì vậy? Ba nữa hả? Nè, rồi, ba nhỏ xíu à. Rồi, có hình ba. Ba nhỏ xíu à. Một cái nữa. Đi. Con gì anh lên chắc nhỏ con này. Ủa, được chứ. Được chứ, ý, mập, cũng mập nữa nè. Ôi, dê một đùm dê luôn rồi anh. Con này mập luôn. Ôi, sao đáng mập thế anh chị? Con này nhỏ hơn, nhỏ hơn con này. Lâu lâu bịch lúa còn như con này. Nó 8 lạng, con này 1 ký. Vậy đi. Qua hai con mà nhỏ, hai con con. Hai ê, con nào bảy lạng. Đó. Yeah. Ê. Mập lúc luôn, về quá hay trời. Đâm luôn. Trong hàng mới ra. Để vô lấy mấy con kia không? Lấy ve lúc lúc luôn nó à. Nhỏ nhưng mà nó cũng mập nữa mà nó siết ghê gớm vậy chứ vô bỏ vô đi rồi nó buông ra hai giờ rồi đó buông ve luôn nè còn nữa kìa trời ơi quá là ve luôn hai giờ xong 2 ký rồi hơn á. Lấy cho bảo này ngựa ngựa bự á ngựa cỡ dài nè em cầm nó nặng mà nó thì nhỏ
ngon, có mồi rồi. Nó thủ thế nó mổ. Cam. Ngon. Ve nữa nè. Ở ngựa có trứng rồi. Trứng không? Trứng. Ôi ừ, cam. Rồi. Nè, để cho mập không? Rồi một đống ve nè. Trứng. Kệ nó. Mập đúc luôn. Ngựa nó mập. Rắn mập không à? Rồi. Ăn ngon. Có nè. Trời ơi nặng túi lưới rồi đó. Ôi ôi, hai dợn con ngựa không nặng quằn rồi. Hai dợn với con ngựa hết 2 ký mấy rồi. Này 2.3. Khỏe ghê không? Trời ơi, 3. Trời ơi. Vô luôn. Mà em có hành nhất ta. Ờ hành nhất chưa thấy, nhất nhì chưa có phải không? Chưa, chưa có nhất nhì. Ba ngựa dạ nè. Ồ, nó quăng rồi đó. Trời có lý anh ơi. Đuối rồi à. Nó quăng luôn. 2 ký mấy, 3 ký rồi. Ồ, 3 ký mấy rồi đó. Ừ. 3 ký mấy rồi, nặng mà. Quên này, cái cần nó có, cái cần bị hư rồi, mát rồi. Sớm rồi hả? Rồi, đi vô chuột mấy ngày đi tiếp. Còn có mấy cái bẫy nữa hết rồi. Còn 7-8 cái gì á. Cũng được chứ bộ. Vô, vô đây hổm đi 3 cái, mấy cái 2 cái. Còn con cái. Nước ngập không đây? Dính. Con gì? Con gì? Cái thân là bà đó. Nặng á. Trời, ba. Nhì. Ừ, nhì. Tụi con nhì. Để đặt lại cho. Cái bẫy cuối cùng luôn. Nãy giờ dính được có con hành ba bây giờ luôn. Cuối bởi con gì cũng được, muốn dính được rồi, đây nè. Dính ra được rồi. Bự bự á. Bự hả? Ừ. Trong đó đó. Khủng cái gậy. Trời, cái quốc rồi. In re à. Còn chuột không? Còn chuột. Rồi, không dính luôn nè, đo bé bự đi. Này cũng được, ngon cũng ngon đó nha. 3 ký mấy á. 2 dạng rồi, 2 ký. Có 2 dạng với con ngựa vô nó rộn chuyện chứ đâu có không hành đâu cũng ngon. Hành 3 không à. Này toàn hành 3 không à. Con này được nhì không anh? Hành 3. 3 hả? Không được nhì không hả? 3. 3 xịn. Ôi này không có con nhì, không có con nhất. Không có nhì, không có nhất nữa, hành 3 không à. Toàn là 3 không à. Có con dạ nhớ rần 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 rần. Con dạ như nó quần cái lưới. Hai con. Nhưng con ngựa. Nó cần này tự nhiên nó mát lại được nè. Hôm nay mắc mưa. Mắc mưa cái nó lạnh quá. Bị sổ mũi. Lạnh người ta vậy, lạnh sổ mũi. Lạnh nó bị sổ mũi. 3,5 kg 50, còn 3,5 kg cả nhà. Ôi ngon vậy hả? Có ba mấy cái à. Ừ, ba mấy cái à. Cái vậy là cũng trúng rồi nha. 3,5 kg ngon lành. Giờ anh con ngựa với mấy hành ba. Ủa sao con này bự quá anh? Ba quá xịn ngon. À. Rồi. Ngon lắm. Bây giờ 3,5 kg. Đặt mấy bẫy này về luôn đó nha. Rồi tạm biệt cả nhà. Em chào tạm biệt cả nhà mình nha. Hẹn gặp lại.